Đúng rồi, có một bài thơ nó như thế này: mẹ có nghĩa là sự sống, là tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một phần trăng. Ngày nào mẹ ru con, mẹ ru con, ngọt ngào lời yêu thương, lời yêu. Quỳnh Hoa ơi, ôi nghe bài hát của chị mà em cảm động quá. Không biết rằng khi hát bài hát này, chị có thể cho em và tất cả khán giả ở đây biết cảm xúc của chị khi thể hiện bài hát này không? Chị Quỳnh Hoa xin chào anh Sido, chào chị Thanh Ngọc, chào Thảo Ngọc nè. Ngày hôm nay chị Quỳnh Hoa rất vui khi đến với chương trình Vườn Âm Nhạc. Và bài hát Tình Mẹ của chú Nguyễn Hải thì đây không phải là lần đầu tiên chị Quỳnh Hoa hát đâu, chị Quỳnh Hoa hát nhiều lần rồi. Và mỗi lần hát bài hát này thì chị Quỳnh Hoa rất thích. Và ngay cả bé Vân Anh cũng thích bài hát đúng không con? Bé thích nhất là câu cuối cùng là lời ru của mẹ con sẽ mang theo suốt cả cuộc đời đó. Cô bé thật là dễ thương.
Chị Quỳnh Hoa ơi, công chúng đã rất quen thuộc với chị trong nhiều vai trò như là MC nè, rồi còn ca sĩ nữa. Vậy thì không biết là chị có sắp xếp thời gian để dành cho gia đình không? Thanh Ngọc ơi, lúc trước khi mà có bé Vân Anh ra đời thì chị Quỳnh Hoa chạy show cũng dữ lắm. Nhiều khi cả tuần 6-7 ngày chị Quỳnh Hoa cũng có chương trình. Nhưng mà từ khi có bé Vân Anh rồi thì phải giảm lại. Mà đặc biệt là khi Vân Anh năm nay vào lớp 1 thì phải dành thời gian cho bé nhiều hơn. Bởi vì buổi tối còn phải kèm bé học nè. Rồi nhiều khi hai mẹ con sẽ còn cùng cắt búp bê giấy chơi với nhau nữa. Và hai mẹ con cũng có rất nhiều sở thích chung với nhau. Ví dụ như là hai mẹ con rất thích ăn kem nè. Rồi hai mẹ con cùng thích chơi búp bê, mẹ hồi bé mẹ cũng mê búp bê. Vân Anh bây giờ cũng có mười mấy con búp bê đó. Wow, nhiều quá ha, bé Vân Anh ơi. Ôi, em dễ thương quá à. Nhưng mà anh nghe mẹ em nói rằng là có rất là nhiều sở thích nè. Mà không biết rằng là ở nhà mẹ em khi tập hát, em có hay tập hát chung với mẹ không? Dạ có. Wow. Bây giờ hai mẹ con mình hát một câu cho chú Sido, cô Thanh Ngọc với Thảo Ngọc với các bạn nhỏ có mặt trong chương trình Vườn Âm Nhạc được không con? Mình hát bài con mèo nha. Con mèo mà trèo cây cao, 2, 3. Con mèo mà trèo cây cao, hỏi thăm chú chuột, chú đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắt, mua môi, vô trà chú mèo. Con mèo mèo nghèo. Wow, bà Anh hay quá à. Các bạn ơi, một chồng bó tay thật lớn cho người bạn của chúng ta chứ. Ngày hôm nay thì không biết là các bé có muốn lên sân khấu hát cùng với cô Quỳnh Hoa không nào? Bây giờ anh sẽ đếm từ 1 đến 10 nha. Bạn nào thích hát thì hãy chạy thật nhanh lên sân khấu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 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 ôi, lại gặp em nữa rồi. Rồi, bây giờ thì cô Quỳnh Hoa muốn mời tất cả các bé chúng ta sẽ cùng hát một bài hát rất dễ thương. Bài hát Thiên Đàng Búp Bê. Rồi, đủ rồi nha. Bây giờ mời các bạn chúng ta hãy đứng lên xếp hàng vô để hát nha. Nhún nhảy đi. Em có ba là em có má. Má yêu em như suối trên ngàn. Từ ngày sinh ra mẹ nằm như trứng. Mẹ ướt như hoa, mẹ ôm vào lòng. Em có ông bà em thương mến. Suốt bao năm sống với ông bà. Từ ngày sinh ra thường hay con không bêu gọi mãi ăn xem lần yêu trở về. Em có anh chị em của bé, bé yêu thương như chính thân mình. Cuộc đời sinh ra tình yêu trái chín, mình hai cho nhau tình gia đình mình. Rồi bây giờ mình đi một vòng tròn nào, chú Sido đưa cho các bạn xếp thành một vòng tròn chạy nha. Bạn tỏ trắng đi đầu tiên, xếp hàng nào, các bạn đều tỏ trắng nha. Đi, 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 em có ba là em có má. Má yêu em như suối trên ngàn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng. Mẹ hứng như hoa, mẹ ôm bao lòng. Em có ông bà em thương mến. Suốt bao năm sống với ông bà. Nào các bạn vừa đi vừa giơ tay cao lên. Thường hay khóc